tìm chọn mua các sản phẩm sức khỏe để bào bổ hoặc là làm quà tặng sức khỏe cao cấp. Thì hôm nay Sâm Yến Thịnh Phát giới thiệu đến quý khách sản phẩm cao hắc sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi của hãng Canh Hoa. Thì cái hộ cao hắc sâm này là 1 kg. Thì cái có cái màu cái củ sâm màu đen và có chữ Royal Gold. Thì cái mẫu hộp đen này là cao hắc sâm nha quý khách. Hai bên cái hộp là nó có cái tem niêm phong. Cái đắt thì quý khách xem cái mặt bên của sản phẩm. Quý khách lại một lát để xem cái bên trong của sản phẩm. Thì đây là cái sản phẩm sau khi mở hộp. Nó gồm có hũ cao 1 kg với lại cái mũ kèm theo sản phẩm. Thì cái một cái là cái khối lượng của cao, còn cái không có bao gồm một và cái hũ. Thì cái liều lực mà dùng hàng ngày thì mình dùng theo cái mũ của hãng, nó kèm theo là ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần một mũ hòa với nước ấm, dùng sáng và chiều, không dùng buổi tối. Cao cao sâm hoặc là hắc sâm hay là hồng sâm, sâm núi thì đều có tác dụng nó như nhau. Để bồi bổ sức khỏe, để uống và điều độ lâu dài, nó hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, để ngăn ngừa các chất độc và tác hại đến cơ thể, điều hòa huyết áp, thì cái tăng sức đề kháng nữa. Thì ngoài cái việc mà bồi bổ sức khỏe hay là hỗ trợ điều trị các cái bệnh đó, thì cái sản phẩm cao hắc sâm này còn là cái loại mà để mà loại thực phẩm để mà làm đầy. Đây là cái hũ bên trong sản phẩm quý khách. Đây là cái khăn lụa kèm theo sản phẩm để mình gói cái hộp quà. Đây là sản phẩm sau khi đã gói cái khăn. Thì cái việc gói khăn này thì quý khách có thể tự gói hoặc chúng tôi hỗ trợ gói theo từng cái hộp. Sản phẩm này nó rất là chất lượng và cái mẫu mã hộp nó cũng đẹp, thì phù hợp để mình làm quà tặng bồi bổ sức khỏe. Chúng tôi đưa những cái hình ảnh thực tế của sản phẩm lên video để quý khách nhìn thấy được các hình ảnh chính thức và những cái sản phẩm mình mong muốn, để dễ dàng lựa chọn việc qua hàng trực tuyến. Thì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 090 77 999 88 để được tư vấn trực tiếp. Hoặc truy cập website samyenthinhphat.com. Những cái thông tin sản phẩm mà chúng tôi đưa lên website á, là những cái sản phẩm thực tại showroom chúng tôi có đầy đủ. Quý khách có thể đến địa chỉ Sâm Yến Thịnh Phát, 853 Nguyễn Kiệm, phường 3 Gò Vấp. Quý khách nên nhấn nút và đăng ký kênh YouTube Sâm Yến Thịnh Phát để xem những cái sản phẩm mới. Vui lòng comment ở bên dưới sản phẩm để được giảm 10% cho sản phẩm này. Sâm Yến Thịnh Phát xin cảm ơn.
sao miếng thịt rác có những loại hoa hồng sao Hàn Quốc 6 năm tuổi. Đây là cái dòng đặc thù là cái sâm chính phủ, có cái hai loại đó là cao royal và cao plus, thì lọ 240g và lọ 120g. Sâm chính phủ còn có cái dòng cao cấp nữa là cao địa sâm. Còn đây là dòng cái cao sâm ánh bạc của hãng KGS. Cao GX là có cao ánh bạc, có cao G3 với lại cái cao hộp hay lọ. Đây là cái loại cao hộp hay lọ của cao GX, mỗi lọ 240g. Cái cao cao sâm hộp gỗ bóng lọ thì cái loại này là cái mẫu mã rất là sang trọng, thì quý khách có thể làm quà tặng rất là thích hợp. Cái loại này là cao Cana của hãng Cana Nông Sen. Này là cao xanh đông trùng của hãng Hanil. Hãng Hanil cũng có hai mẫu hộp hai lọ với mẫu hộp bóng lọ. Còn những cái hộp gỗ này là cao hoàng đế, cao hoàng hậu. Hai cái loại này là của hãng Bio Vegon. Thì Bio Vegon còn có cái hộp ba lọ với lại một lọ. Cái ba lọ của Bio Vegon là mẫu này. Những cái loại khác tham miếng thịt khác có rất là đa dạng. Đây là cái loại cao của hãng Đi Đông, cái cao tinh chất chiết xuất 100% và đạt tiêu chuẩn Mỹ. Cái này thì 240g, 120g. Cái này là cái loại cao của cao xăm 365 hộp bóng lọ. Cao xăm 365 hộp hai lọ. Cái này là cao xăm lên chay ghi ông xăm. Cao xăm lên chay hãng Dân Ri. Thì cái này là hai cái lọ bầu bầu, hộp lớn hai lọ. Lên chay của hãng Bao Trên, hộp hai lọ 240g. Cái còn lại là cái loại cao xăm của hãng Can Hoa. Thì Can Hoa có 3 mẫu, cái mẫu 1 kg, cái này là cao hấp xăm. Còn cái hộp này là cao hồng xăm. Sâm núi. Các cái loại cao hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi mà có tại Sâm Yến Thịnh Phát thì cái hàng chính hãng, có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Thì Sâm Yến Thịnh Phát có giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu cần tư vấn để mua hàng thì liên hệ số điện thoại 0907799988 hoặc truy cập website samyenthinhphat.com. Địa chỉ của Sâm Yến Thịnh Phát là Sâm Yến Thịnh Phát, 853 Nguyễn Kiệm, phường 3 Gò Vấp. Sâm Yến Thịnh Phát xin cảm ơn quý khách.